ba mẹ nha các bạn. Về tới đây là ngay chỗ cầu Hương Điểm nha các bạn. Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ Vũ đi về bên ba mẹ của Vũ là ở ấp Bãi, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Vùng Trôm, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Hôm nay là mùng 3 Tết nha các bạn. Đang ghé tiệm này để mua đồ nha các bạn. Đây là mấy cái túi quà bánh này nha các bạn. Bánh gạo. Đây luôn. Đây các loại bánh luôn. Đây là ở ấp 2 xã Tân Hào, huyện Vùng Trôm, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Hôm nay hai vợ chồng Vũ đi, do dịch bệnh này không có chở hai đứa con đi theo nha các bạn. Rồi. Rồi, giờ hai chồng Vũ về tới nhà ba mẹ ở ấp Bãi, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Vùng Trôm, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Rồi, chào ba, chào chí. Rồi. Và đường dọn cúng nha các bạn. Bạn bè nó rủ đi chơi, điện chơi, ổng không nhớ nó nhà luôn á. Đây là thịt gà. Đây là bánh tét, thịt heo kho tàu nha các bạn. Hôm nay ba mẹ dọn cúng mùng 3 nha các bạn. Xuống nhà dưới kìa. Rồi Trăng về sớm không? Đang sắc bắp chuối hả? Rồi Dư đang rửa chén hả? Rồi. Đã nấu gì vậy? À, thịt heo kho tàu hả? Đeo cái nón chi mà nó khuyết một cổ. Tay gơ kìa. Đây ba đứa cháu nội á. Con chú Út với con chú Năm đó. Tiền cúng mùng 3 hả? À. Tại dịch thì không dám cho đi, mốt hết dịch thì nó muốn đi đâu cũng đi chứ. Trần đang sát bắp chuối. Nè, đạt nó 40 năm nữa hết dịch á. Mày. Nó tới 40 năm nữa đi. Vậy cho cái thằng này nó còn hoài hoài nó còn. Bánh tét hôm nay mẹ gói bánh tét đâu? Đâu không cho con mấy đòn kia, sáng con đi chợ con mua. Mua cúng gì chị? Cúng rồi. Đó, nè ở nhà mẹ gói nè các bạn, đẹp không? Đó, 2 4 6 8 10 đòn. Ở quê năm nào mẹ cũng gói các bạn, đây là bưởi nè. À, mẹ năm nào mẹ cũng gói cúng hết trơn á. Còn như ở chợ thì Vũ phải đi mua. Mẹ
con cho mẹ chai dừa thơm này để dành nha, xịt nha. Con mới sợ thử nè. Có mùi gì? Mùi đất hay. Mùi già, mùi rẻ đây. Xịt thử. Nơi này là cho nhân đậu xanh với nhân mỡ. Mùi dễ thương mà, mùi dễ thương mà. Đó, mùi á. Mùi già để mùi rẻ hả? Mùi này già rẻ gì cũng sợ được á. Này là chè neo. Mới cái vỏ ra không có chỗ để không lấy. Ồ, ăn. Em ăn ơi. Em không phải nổi. Nó chuối rồi hả? Vô cùng mở ra. Rồi. Cảm ơn cây. Lì xì. Cảm ơn bác hai trái cây. Lì xì cho ba đứa cháu. Cảm ơn bác hai em. Con nè. Ôi đi ngon đi. Nè. Đi rồi. Đi ngon như nước để tắt cái mặt mẹ chá. Nè cầm đi bác hai cho. Nè con cất để mua bánh mua con đồ chơi. Hỏi con giờ con mua mấy cái đồ chơi này nè. Để ba bấm. Nè đâu tủ đâu. Đừng bấm nó dính vô bản quyền à, khoan chút xíu đi. Cất cho em á. Bỏ túi này. Ở đưa Hiền cất. Hiền cất cho em ơi Hiền. Này nó không có chuyện mà cậu có mới. Hiền cất tiền cho em đi. Cầm cho anh chứ. Không có túi luôn quần tính luôn. Này cất. Đưa thằng Hiền à. Hiền này cất cho em, có đồ chơi cho em. Cầm đi em. Có thằng Gơ là tiền mà dụng à. Gơ hứa sẽ tiền. Dơ, dơ. Đâu rồi, tiền đâu rồi. Quấy luôn. Tiền tay Gơ đâu rồi. Mới bỏ đâu đây. Cắt cho nó anh chứ. Đây con tem không có vô đó mẹ. Con tem không có vô đó. Bác nhỏ xuống đi. Cấp tiếng đi, cấp tiếng đi. Để dướng trước khi đi nó nói nhỏ hồi cho chị Quỳnh chơi. Rồi sao nó thấy không? Nhà cháu trai không mà các bạn. Rồi. Có Quỳnh á. Này đi đâu xịt rồi ha. Xịt lấy lại rồi ha. Ngồi đó. Bây giờ ba cúng mùng 3 nha các bạn. Để coi hôm nay ở nhà cũng món thịt heo kho tàu, thịt gà nấu cháo với bánh tét. Bánh tét là cái món truyền thống rồi với cái món gì nấu măng rồi ba. Thịt vịt nấu măng hả? À. Đây bàn thờ của ông nội bà nội. Ba đang mời ông bà nội về ăn cơm. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. À, hàng bưởi ở trước nè các bạn. Dư nó treo mấy cái chữ chúc mừng năm mới nè các bạn. À. Chúc mừng năm mới. Cúng rồi đó ba. Rồi. Giờ ba cúng rồi nha các bạn. Dọn vô, ba đốt giấy tiền vàng bạc.
Rồi giờ dọn xuống nha các bạn. Cúng xong rồi. Giờ cúng xong rồi, Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình Vũ nha. Đây là mấy món ăn ở nhà có gì ăn nấy nha các bạn. Đây là món dụm heo, giò heo. Đây là thịt gà nấu cháo, thịt heo kho tàu, thịt vịt kho gừng, thịt gà nấu cháo. Rồi còn món vịt nấu măng nữa chưa mang lên nha các bạn. Qua đây nó ngồi gần nội nè, nay buồn quá à, rồi ngồi đi, hai gơ xa, hai gơ mượn đồ, hai gơ không chơi chơi buồn, em làm nóng cho chú đâu, rồi ăn cơm đi Trân, chí, đẹp. Hôm nay có ba anh em về thôi, đứa thứ ba, đứa thứ tư không có, mắc công chuyện rồi không có về. Nó nay thiếu thằng Tư với thằng Đoạn. Thứ ba với thứ tư. Gặp rồi, gặp cái tên tỉnh á. Anh đi hồi nào? Mới kêu hỏi hiếu con á. Không biết rồi. Chà biết. Thôi rồi chứ cũng vô cầm nó chơi. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. See the horizon, turn us to thousands. Qua Tết rồi mà anh ai nó đi làm. Ủa, thành theo mẹ đâu hả? Nhà làm hả? Không rồi nha các bạn, thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn video tiếp theo nha. Xong bữa cơm ngày mùng 3 Tết. Còn mấy tới bữa lão. Rồi được 3 tái. Bữa lão các bạn. Tái nhỏ đó còn không? À, nó kiệt sức rồi. Chín vàng nữa các bạn. Nó móc trồng lại mới. Chín dữ lắm hả bà? Bờ 6-7 trái. Ngoài đó còn nhiều quá đẹp. Ngoài đó chín chưa? Chín. Chín hết rồi hả đẹp? Bà qua bển ơi. Có bọc hết rồi các bạn. Bà qua bển mà nói với em. Nè mẹ, 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 nè, nè, mẹ bỏ vô coi. Cái nào ăn được, cái nào không? Cái nào không bỏ thì ông cắt tiếng gì vậy mẹ? Không làm được đâu, mẹ lo. Nè mẹ ơi, truyền xuống con mẹ ơi. Cầu luôn đây. Hết rồi, hái lần này hết luôn. Mẹ ăn được xong, không biết đâu.
Cuối mùa còn hai trái á. Chưa chín nè. Rồi cũng nhiều chứ, mót lại cũng nhiều chứ. Nó mới nói chưa hái mà. Ờ có trái ăn được trái ăn vậy đó. Đến rồi đó là cái kiếm nào. Bữa thấy nó đỡ về. Tại bữa già mà. Tại nó lão rồi chứ hồi đó nó đâu có nhỏ vậy đâu. Nè. Anh Hiền chuẩn bị đi rồi từ giả ông nội. Nói bữa hổm tao cũng bị rớt. Hai đi. Duyên đi. Nó dòm không để tay. Hiền em nè. Dòm dòm chú Út hái à. Nhìn mà hả hổng vậy. Chuyền xuống. Rồi bye bye Hiền. Rồi. Đi bộ trước à. Nó giống hai thằng nhỏ hồi trước. Mặc áo vàng. Rồi về con.